Dạ em xin chào quý anh chị luôn nha. Thì hôm nay trời rất là mưa đó, nhưng mà em lúc sáng này em cũng bón được giờ sắp rồi nha anh chị đó, bón được giờ sắp số rồi. Rồi thì hôm nay cái đài công tôm nha anh chị, ngày 15 tháng 10 chủ nhật nha anh chị đó. Ngày 15 tháng 10 đó. Rồi số đầu tiên là 63, rồi số 95, số 35, số 26, số 17, số 93, 584, 375, 47, 89, 57. Rồi em sẽ từ đây qua. Đây là cái đài Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế ngày chủ nhật luôn nha anh chị, ngày 15 tháng 10 luôn, số 43 đó. Rồi con tôm là có 19, rồi tôm 06, tôm 01, 229, 43 tôm, 372, 790, 642, 161, 370, 166, 010, 433. Số đây cũng đẹp quá anh chị, 66, 433. Số đó đẹp đó nha anh chị. 81, 22, 4. Số đẹp cũng đẹp nha anh chị. Số 15, 75, 015. 15 cũng được. Vậy kia nãy lấy hơi tài 15 rồi, kiếm 15 mua hơi tài rồi. 75, 015 này mua đổi. Mua sớm rồi. 437, 98. Số đẹp cũng tuyệt vời luôn nha anh chị. Rồi 707, 34, 707. Số đây cũng tuyệt chiêu nữa, số đây cũng hay nè, 707 nè. Rồi 73325. Đó, những số này em hai cái đài phụ nè em rất thích nha anh chị. Đó. Số này thấy cũng có lý lắm này. Rồi em cũng có bón sắp là tôm không tôm nha anh chị, tôm không tôm. Đó. Bón rồi, sắp đó rồi đi nè, có móc này nè anh chị. Rồi thì ngày hôm nay thì mưa gió nhưng mà cũng bón được vài sắp rồi. Thì mưa gió thì không biết sâu giờ bón được bao nhiêu bón thôi với giờ sâu. Hả, mưa gió áp thấp gì đó, mưa nguyên một đêm. Nhiều cái đường ở dưới tầm bét chỗ em đây ngập hết luôn nha chạy chỗ em cô nè. Hả, trên đây là nó không có lên. Nước nó không có ngập cái chỗ mà ở đường ấy anh chị. Nhiều chỗ nó thoát nước được, nó làm chỗ trũng nó ngập, còn chỗ em nó cô. Rồi. Rồi anh chị nào muốn mua số không đi được thì anh chị lấy trước giờ 5:20 anh chị điện cho em số điện thoại Zalo 0968634712, số tài khoản ngân hàng Adibank 4512025273322226, anh chị sẽ ký nấu với em mua với số nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem phát trực tiếp quay phát sóng cái số công tâm nha anh chị. Em xin lỗi là phó trực tiếp, em không phó trực tiếp nha anh chị, chỉ quay thôi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha, đã xem lên sóng bón với số kiếm gỗ số miền Trung của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Em bón ở động 2 thôn Bình Sạch Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đối diện cái sân vào Tịnh Đông đó, gần chỗ kế sinh đường và nhân qua đường các thú bác nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã ủng hộ kênh YouTube bón với số online của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Hôm nay mới cắt kiểu tóc máu nha anh chị. Rồi xin chào.